Các tình yêu, hôm nay 14 tháng 8 năm 2023, trường chúng tôi đang làm quà trung thu cho các em học sinh. Mời các bạn đón xem và chiêm ngưỡng nha. Xem được video này hãy đăng ký kênh và ủng hộ cho Đào Đình Nguyên Vlog nha. Đấy. Cảm ơn các bậc phụ huynh đã làm và phục vụ cho các em học sinh, các cháu học sinh quá đẹp và tuyệt vời. Đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đèn ông sao nó có cao thế. Đấy, đấy mới là đúng. Bên kia đó. Thank you.
Ôi giời.